Philippe Chaussier và những câu nói ấn tượng về bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã gắn bó với bóng đá Việt Nam trong khoảng 2 năm trên cương vị dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Cũng với ngần ấy thời gian, ông Chaussier cũng hiểu được cách vận hành của bóng đá Việt Nam và đưa ra những quan điểm của riêng mình. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã dành rất nhiều tâm huyết để phát triển đội U19 Việt Nam lứa 2001-2002. Ông thậm chí còn khao khát với mục tiêu vào top 4 đội mạnh nhất của vòng chung kết U19 châu Á 2020, để qua đó giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2021. Tuy nhiên, khát vọng của huấn luyện viên Philippe Chaussier đã không thành hiện thực do ảnh hưởng quá nặng của đại dịch Covid-19. Ông từng chia sẻ với báo giới với tâm trạng buồn bã như thế này: "Tôi rất thất vọng bởi toàn đội đã đặt hướng tới mục tiêu là U20 World Cup từ lâu rồi, thông qua thành tích thi đấu tại vòng chung kết U19 châu Á. Tham vọng này được đề ra vì tôi cảm nhận đây là một thế hệ tài năng. Các cầu thủ xứng đáng được trao cơ hội thể hiện tố chất cá nhân và sự gắn kết tập thể. Thật là không may, lứa cầu thủ này đã bị tước đi cơ hội quý giá ấy." Ông Chaussier sau đó đã nói lời chia tay với U19 Việt Nam khi những mục tiêu mà Phù Thủy Tráng ấp ủ còn đang dang dở. Ông bày tỏ với hy vọng với lứa cầu thủ U19 Việt Nam tiếp theo khi sinh năm 2003, 2004 và 2005. Ông nói: "Tôi đã tuyển trạch và tôi tin tưởng chất lượng cầu thủ này đủ giúp Việt Nam chạm tới mục tiêu U20 World Cup 2023. Thực tế, lứa cầu thủ U20 Việt Nam mà ông Chaussier kỳ vọng đang đồng hành cùng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sang nước ngoài tập huấn trước khi hướng đến vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Những Văn Trường, Văn Khang, Văn Cường, Vĩ Hào cũng đã ghi dấu ấn của bản thân thông qua vòng loại U20 châu Á, hay một số cá nhân trong đó đã thể hiện mình tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 hồi năm ngoái." Từng có một tờ báo đặt ra câu hỏi giả định về một thời điểm có thể thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với ông Philippe Chaussier. Khi đó, ông thầy người Pháp nói: "Tôi là con người luôn ưa thích những sự thách thức. Tôi không chọn điểm đến để dựa trên uy tín hoặc là danh tiếng. Điều quan trọng với tôi là những thách thức đó là gì và mọi người làm việc vì cái gì. Khi tôi đến Việt Nam, tôi bị thuyết phục bởi kế hoạch dự World Cup 2026. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là nơi có thể tận dụng hết kinh nghiệm của tôi, nơi tôi làm việc với những người tin vào tôi và với những người tôi tin tưởng." Ông cũng đưa ra quan điểm: "Tôi thấy được niềm đam mê và tiềm năng trong sáng của con người Việt Nam được bộc lộ sau ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018. Bóng đá rất phổ biến ở Việt Nam, họ có nền văn hóa bóng đá thực sự." Cũng xoay quanh tiêu chí lựa chọn cầu thủ, ông Chaussier từng nói rằng: "Tôi không thiên vị bất cứ câu lạc bộ nào. Tôi nhìn nhận năng lực cá nhân và khả năng hòa nhập của cầu thủ đó với lối chơi chung của đội tuyển. Đối với tôi, một đội tuyển không phải mạnh vì các cầu thủ ở một vài câu lạc bộ nào đó, mà mạnh vì một tập thể đồng đều, toàn diện, đoàn kết. Tôi không gọi cầu thủ chỉ vì anh ta là ngôi sao ở một đội bóng nào đó. Tôi triệu tập nhân sự dựa vào những quy chuẩn riêng. Cầu thủ giỏi ở câu lạc bộ, nhưng nếu tôi cảm thấy không phù hợp với lối chơi của đội tuyển, tôi sẽ tạm đưa ra khỏi danh sách. Tôi coi sức mạnh của một đội tuyển đến từ nền tảng cầu thủ tập luyện tốt ở câu lạc bộ. Đối với tôi, có 3 tiêu chí quan trọng nhất. Đầu tiên là cầu thủ phải có tư duy chơi bóng, sự thông minh khi xử lý các tình huống. Thứ hai là ý tưởng chơi bóng và ra quyết định có hợp lý hay không. Cuối cùng là xử lý với bóng có được chất lượng tốt hay không. Theo cách làm việc của tôi muốn nhiều huấn luyện viên khác nhau tham gia vào các đợt tập trung đội tuyển. Tôi muốn được gọi luân phiên các trợ lý người Việt ở các đợt tập trung khác nhau. Với tôi, việc gia nhập đội tuyển không chỉ phục vụ mục đích huấn luyện mà còn phục vụ cho toàn bộ quốc gia. Tôi coi tất cả các huấn luyện viên ở câu lạc bộ đều là trợ lý của tôi, giúp ích cho công việc trên đội tuyển." Huấn luyện viên Philippe Chaussier đánh giá rất cao tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ cũng đã sang đất nước Hình Lục Lăng để chơi bóng cho câu lạc bộ Po FC. Ông nói: "Cầu thủ Việt Nam khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất là Quang Hải. Có thể không cao hay khỏe, nhưng Hải cho thấy mình là một hình mẫu rất tốt cho các cầu thủ và huấn luyện viên ở Việt Nam về phong cách bóng đá, khả năng kỹ thuật vượt trội và tâm lý vững vàng." Trước khi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông đã có kế hoạch tuyển chọn 100 cầu thủ trẻ hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Khi World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, đội tuyển Việt Nam có thể tranh chấp vé dự World Cup 2026. Tin tôi đi, đó là một thử thách hết sức thú vị. Ông Chaussier cũng từng nhận xét rằng: "Không thể phủ nhận một thực tế là bóng đá Việt Nam và cầu thủ Việt Nam đang tiến bộ khá nhanh trong mấy năm trở lại đây. Trình độ và tư duy chơi bóng đang dần được cải thiện ở các câu lạc bộ, các đội bóng. Chất lượng các giải trong nước cũng đã được nâng cao và cầu thủ ngoại đóng góp ít nhất 50% kết quả của trận đấu. Đấy là điều bình thường, cũng giống như ở châu Âu, Nhật Bản hay là Hàn Quốc thôi. Tôi nghĩ rằng trình độ bóng đá Việt Nam đang phát triển theo hướng tích cực. VFF cũng nên xem xét cho phép giải hạng nhất sử dụng những cầu thủ nước ngoài thi đấu để các nội binh có cơ hội để học hỏi." Ông Chaussier dành sự quan tâm đến các cầu thủ trẻ.
Tôi chọn cầu thủ dựa trên năng lực cá nhân, tiếp đến là sự hòa nhập với tập thể, cải thiện điểm yếu, phát triển thể chất, đào tạo kỹ chiến thuật từ các câu lạc bộ, học viện. Còn tôi lựa chọn các cầu thủ đáp ứng ngay lập tức theo tiêu chí của tôi. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều huấn luyện viên Việt Nam và họ chia sẻ triết lý giống tôi là muốn xây dựng lối chơi triển khai tấn công từ sân nhà. Tuy nhiên, thực tế là họ chưa có kinh nghiệm hoặc chưa đủ kiến thức để truyền tải đến cầu thủ hoặc giải quyết các vấn đề. Tôi cũng muốn VFF tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn. Việt Nam nên tổ chức giải hạng nhì theo thể thức League cho các cầu thủ từ 17 tới 20 tuổi. Và tại sao không có giải hạng 3 cho các cầu thủ từ 15 tới 17 tuổi? Họ cần có nhiều cơ hội chơi bóng để tiến bộ. Huấn luyện viên người Pháp muốn bóng đá Việt Nam bay cao, mà đà phóng chính là những sân chơi dành cho cầu thủ trẻ. Hy vọng các cầu thủ cận 17 tới 21 tuổi sẽ được thi đấu nhiều hơn, khoảng 40 trận một năm. Câu chuyện với mức lương cho vị huấn luyện viên mới cũng được quan tâm xuyên suốt 2 tháng vừa qua. Nhiều ứng viên đã đề nghị con số dao động từ 800 đến 1 triệu rưỡi đô la một năm. Cũng vì thế mà nhiều người cho rằng vị tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng sẽ nhận chế độ đãi ngộ cao gấp đôi so với những gì mà ông Park từng có khi làm việc cho đội tuyển Việt Nam, tức là khoảng 50.000 đô la một tháng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trong trường hợp huấn luyện viên Philippe Thuzier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, mức lương mà ông Thuzier nhận được không cao hơn ông Park là bao. Theo một số nguồn tin uy tín, ông Thuzier có thể nhận chưa đến 60.000 đô la một tháng, tương đương với chỉ khoảng 700.000 đô la một năm nếu trở thành người kế nhiệm cho ông Park. Thực tế, con số này cũng thấp hơn khoản thu nhập dao động khoảng 1,5 triệu đô la mà ông Thuzier từng nhận khi còn làm giám đốc kỹ thuật trung tâm PVF và dẫn dắt U19 Việt Nam. Được biết, lý do khiến ông Thuzier có thể chấp nhận một mức lương thấp hơn nếu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng đến từ yếu tố tình cảm. Ông Thuzier muốn có thêm đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong bối cảnh kế hoạch giữa ông và đội U19 Việt Nam bị dang dở do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vài năm trước.